great. This room makes a really good first impression on me. The wine is following you. Khoái khẩu của anh Cải rồi. Cái màu sắc thật là tuyệt vời. Cái ý tưởng của bạn thí sinh để chuyển tải tôi nghĩ rất là mạnh mẽ. I think this wall, the idea is very good. Với toàn bộ cái thiết kế này đối với phòng ngủ của em, nó quá sức khủng khiếp. Đó là cái tình cảm của em, nó là căn nhà trong mơ của em. Quán quân của chương trình chính là... Đón xem tập 15 được phát sóng vào lúc 19h45 ngày 11 tháng 12 năm 2016 trên kênh HTV7.